Bạn đọc phản ánh đến báo Sài Gòn Giải Phóng về việc các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum là tỉnh lộ 678, 672 và quốc lộ 40B đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn trong đi lại, vận chuyển nông sản. Theo ghi nhận, quốc lộ 40B là trục đường chính dẫn về tỉnh Quảng Nam. Là đường huyết mạch, nhưng đoạn đường qua huyện Tumorong nhỏ hẹp, dốc quanh co, nhiều đoạn bị hư hỏng với các ổ gà. Tỉnh lộ 678 có điểm đầu nối quốc lộ 40B là con đường độc đạo dẫn vào 4 xã của huyện, gồm Đắc Tờ Cang, Đắc Rơ Ông, Đắc Sao, Đắc Na, nhưng mặt đường nhiều đoạn bị hỏng hóc, trồi đá, hình thành vùng lõm sâu. Trong khi đó, tỉnh lộ 672 nối từ Tumorong về huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum, hiện mặt đường cũng hư hỏng, xuống cấp nặng. Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tumorong cho biết, cả ba tuyến đường trên có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với tình trạng hư hỏng, xuống cấp này, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và đời sống người dân. Sáng ngày 29 tháng 10, đợt triều cường lớn trên sông Hậu bắt đầu dâng cao, nước tràn vào nhiều tuyến đường và nhà dân trong nội ô thành phố Cần Thơ. Hoạt động bán buôn của hàng trăm người dân bị tê liệt trong buổi sáng. Đường Cách Mạng Tháng 8, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Trần Việt Châu tiếp tục là khu vực bị ảnh hưởng nặng. Theo Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu sẽ xuất hiện ngày 29 và ngày 31 tháng 10. Mực nước đạt 2,15 đến 2,20 m, cao hơn báo động 3 từ 0,15 đến 0,20 m. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc sáng sớm, 5 đến 7 giờ và chiều tối lúc 16 đến 18 giờ. Việc thông báo thời gian triều cường xuất hiện sẽ giúp người dân thành phố Cần Thơ chủ động sắp xếp thời gian đi lại và tránh đi các tuyến đường thường xuyên bị ngập khi có triều cường. Sáng ngày 29 tháng 10, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã phát đi bản tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá trên khu vực Nam Bộ. Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự kiến ngày 30 và ngày 31 tháng 10 mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Minh Tân, cựu giám đốc Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, cùng đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, tháng 8 năm 2009, Nguyễn Trọng Vũ, giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Huy Hoàng, công ty Huy Hoàng chuyên sản xuất chip, có công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học với số tiền 5,1 tỷ đồng để thực hiện dự án 1. Sau đó, Phan Minh Tân cùng các thành viên thẩm định thông qua cho công ty này được hỗ trợ 4,9 tỷ đồng, thời hạn 18 tháng, tiến độ cấp kinh phí chia thành 3 đợt. Dù công ty này thực hiện chậm hơn kế hoạch, nhưng Phan Minh Tân và đồng phạm đề xuất duyệt cấp thêm kinh phí đợt 2 là 700 triệu đồng. Sau khi nhận kinh phí đợt 2, công ty Huy Hoàng không hoàn thành dự án, cũng không hoàn trả kinh phí lại quỹ. Thiệt hại dự án này là hơn 3,1 tỷ đồng. Tháng 9 năm 2009, Nguyễn Trọng Vũ tiếp tục có công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị vay 10 tỷ đồng thực hiện dự án 2. Sau các bước thẩm định, xét duyệt, đầu năm 2010, Phan Minh Tân ký văn bản kết luận dự án đạt yêu cầu, đồng ý cho vay, dù có nhiều ý kiến phản đối. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nguyễn Trọng Vũ xuất cảnh đi nước ngoài ngày 13 tháng 5 năm 2011. Điều tra thể hiện, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, thiệt hại dự án trên là 19,5 tỷ đồng, cả gốc lẫn lãi. Tổng thiệt hại hai dự án là hơn 22,6 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá hai nhóm hoạt động tín dụng đen bằng hình thức cho vay lãi nặng, bắt giữ 4 đối tượng. Theo đó, ngày 27 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ Đào Văn Khắc, 37 tuổi và Đào Văn Cương, 36 tuổi, cùng trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Hai đối tượng trên đến Đắk Nông hoạt động cho vay lãi nặng từ tháng 6 năm 2023. Hình thức cho vay là trả góp theo ngày, số tiền từ 5 đến 100 triệu đồng, một lần vay.
các đối tượng ấn định lãi suất là 365% trên năm. Khắc và Cương đã cho 169 lượt người vay với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng. Trước đó, ngày 15 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng là Bạch Thành Lâm, 32 tuổi và Vũ Văn Hạnh, 39 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông. Hai đối tượng bị tạm giữ để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo cơ quan chức năng, Lâm và Hạnh đã cho một số người dân trên địa bàn huyện Đắk Gờ Long vay tiền với lãi suất từ 180% trên năm, thu lợi bất chính khoảng 800 triệu đồng từ cuối năm 2022 đến khi bị bắt. Khi người vay chậm trả tiền thì các đối tượng có hành vi đe dọa, dùng vũ lực với người vay và gia đình để cưỡng đoạt tài sản. Sáng ngày 29 tháng 10, tại trường Đại học Sài Gòn, An Dương Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra lễ khai mạc chương trình đi bộ với chủ đề Doanh nghiệp quận 5, gắn kết, nghĩa tình, do Ủy ban Nhân dân quận 5 phối hợp với các đơn vị tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Minh Kiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 5 cho biết, đây là một trong những hoạt động tôn vinh giá trị của cộng đồng doanh nghiệp nhân dịp kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13 tháng 10 năm 2004, ngày 13 tháng 10 năm 2023. Quãng đường đi bộ gần 3 km, khoảng 1.000 người, gồm doanh nhân, người lao động, cùng tham gia quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp trên địa bàn quận 5. Thông qua chương trình, có 69 doanh nghiệp ủng hộ kinh phí chăm lo Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 cho gần 400 hộ nghèo và cận nghèo, 101 trẻ mồ côi khó khăn trên địa bàn, ổn định cuộc sống với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Trong đó có sửa chữa một căn nhà cho hộ khó khăn trị giá 50 triệu đồng. Chương trình truyền hình thực tế Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 lên sóng tập 1 vào tối ngày 28 tháng 10. Các chị đẹp ứng cử trưởng nhóm bao gồm Thu Phương, Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi, Giang Hồng Ngọc, Hờ Hen Nghi Ê, Diệp Lâm Anh, Lệ Quyên, Phương Vi, Đoan Trang, Thanh Ngọc và Em Ly. Đây là 12 chị đẹp trình diễn đầu tiên trong phần thi solo. Bước vào vòng solo, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện ca khúc Tuổi Si Tin đầy sôi động. Cô thể hiện khả năng vũ đạo chuyên nghiệp với nhiều động tác khó và mạo hiểm. Sau Lan Ngọc, Hờ Hen Nghi Ê là chị đẹp tiếp theo bước vào phần trình diễn cá nhân. Cô được ca sĩ Thu Phương hỗ trợ luyện giọng trước khi lên sân khấu. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 tạo bất ngờ khi trình diễn dân ca ED. Đây là ca khúc vui tươi, có giai điệu bắt tai và vũ điệu ấn tượng. Qua tiết mục này, Hoa hậu Hờ Hen Nghi Ê mong muốn truyền tải thông điệp hòa bình và tinh thần không ngừng học hỏi, vươn lên tới đồng bào dân tộc ED. Trái ngược hai tiết mục trình diễn của Lan Ngọc và Hờ Hen Nghi Ê, ca sĩ Thu Phương thể hiện mát sắp xin lỗi lần cuối. Tiếng hát đầy tâm sự và giàu cảm xúc của cô đã chạm tới ban cố vấn. Diệp Lâm Anh thể hiện sở trường nhảy hip hop. Ca sĩ Lệ Quyên khoe chất giọng ngọt ngào và sâu lắng khi chọn ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn. Chị đẹp Thu Phương và Lệ Quyên tạm dẫn đầu tập 1. Các tập tiếp theo sẽ lên sóng VTV3 và YouTube Di Quang Show.